Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hiện tại toàn khu vực Nam Bộ, lúa hè thu 2024 đã xuống giống được 1.400.000 ha, chiếm 91% diện tích xuống giống. Diện tích còn lại thì hiện đang bước vào giai đoạn chín thu hoạch. Trong khi đó thì lúa thu đông mùa 2024 đã xuống giống được 730.000 ha. Cây lúa thì đang tập trung ở nhiều giai đoạn từ mạ, đẻ nhánh cho tới chín và thu hoạch. Hiện nay thì toàn khu vực này ghi nhận tổng cộng 4.100 ha lúa bị ốc bươu vàng gây hại, tăng khoảng 2.200 ha so với tuần trước. Mật độ hại phổ biến là từ 3 cho tới 5 con trên 1 mét vuông, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh. Để quản lý hiệu quả ốc bươu vàng, bà con cần áp dụng các biện pháp sau đây. Đầu tiên, bà con lưu ý chúng ta vệ sinh đồng ruộng sạch cỏ dại và lúa chết để cắt đứt nguồn thức ăn cũng như là chỗ trú ẩn của ốc. Làm đất thật kỹ, mặt ruộng phải bằng phẳng và tạo rãnh thoát nước tốt để ốc bươu vàng tập trung lại, thu gom ốc và trứng trước khi gieo xạ. Giải vôi bột hạn chế sự hoạt động của ốc và có thể làm cho ốc chết. Bà con cũng có thể đặt lưới, phên tre chặn ở cống hoặc là bọng dẫn nước để ngăn chặn ốc lây lan, đồng thời cũng dễ thu gom hơn. Nên đặt lưới sớm ngay từ đầu vụ đến khi thu hoạch. Cắm các cọc tre sậy ở những chỗ ngập nước, mương, kênh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom ổ trứng dễ dàng. Bà con cũng có thể sử dụng các loại lá đu đủ, sơ mít, lá khoai, súng để dẫn dụ sự tập trung của ốc bươu vàng nhằm dễ thu gom hơn. Ngoài ra thì chúng ta có thể thả vịt vào ruộng lúa để ăn ốc non và bà con nông dân cũng có thể bắt ốc bươu vàng trưởng thành để làm thức ăn cho cá và cho vịt. Điều tiết chế độ nước bằng cách là rút nước định kỳ, giữ mực nước thấp từ 2 cho tới 3 cm nhằm hạn chế ốc di chuyển và phá hại. Sử dụng thuốc diệt ốc theo khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật tại địa phương. Chú ý là thu gom vỏ ốc để tránh gây hại cho người. Tiếp tục với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Từ rạng sáng nay mùng 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đã ảnh hưởng tới khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới phía Bắc Trung Bộ, một số nơi thì ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển lạnh về đêm và sáng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, riêng vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét. Xuôi xuống khu vực miền Trung, khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, ngày hôm nay, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 25 cho tới 35 độ C. Xa hơn, ở phía nam đất nước, khu vực Tây Nguyên ngày hôm nay duy trì hình thái trời nắng và chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tương tự tại các tỉnh thành Nam Bộ, ngày hôm nay cũng là một ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo trong những ngày tới thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục sẽ oi nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi.